Xin chào quý vị và các bạn. Quyết đã lấy được bóng. Làm gì đấy Quyết? Quá chuyền quá hay. Tiếp tục. Duy không làm gì. Trời ơi. Tiếp tục. Vâng. Tiếp tục. Duy không làm gì. Trời ơi. Tiếp tục. Vâng. Tiếp tục. Duy không làm gì. Trời ơi. Tiếp tục. Vâng. Một pha phạm lỗi đến từ cầu thủ Hiền. Trọng tài đã thổi tiếng còi rồi và có lẽ đây sẽ là một thẻ vàng. À. Một pha không được rồi. Nguy hiểm. Ai mệt chưa? Quá nguy hiểm.